Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến với một chiếc khách sạn cao cấp nhất và đang được nhiều khách sạn tin tưởng và sử dụng trong thời gian qua. Và nó là một trong những top 10 chiếc khách sạn bán chạy và tốt nhất hiện nay. Đấy là chiếc khách sạn HS43 Orbitex. Với bề ngoài của chiếc khách sạn được sơn màu black toàn thân đấy các bạn. Đấy, là một trong những màu rất là sang trọng và quý phái. Các bạn có thể nhìn thấy bên ngoài của chiếc khách sạn được sơn tĩnh điện này. Đấy, rất là bóng bẩy và mịn mà, rất là đẹp. Bạn thấy đấy. Chiếc khách sạn có chiều cao là 200, chiều rộng là 43 và chiều sâu là 37. Với trọng lượng cả phủ bì nha các bạn. Tức là trọng lượng có cả bao bì là 12 kg. Các bạn lưu ý nhé, bình thường bên mình hay chuyển phát nhanh bên Viettel là 12 cân. Đấy, các bạn nhìn thấy bên ngoài này, có chiếc khách sạn cũng là đẹp tuyệt vời. Và chiếc khách sạn được sơn tĩnh điện nhé, và có tẩy rửa theo tiêu chuẩn 9 bể, là một trong những cái tiêu chuẩn mà trong ngành công nghiệp ô tô hiện đại nhất thời nay. Và không phải là chiếc khách sạn nào cũng được tẩy rửa theo công nghệ 9 bể, chỉ có những cái nhà máy mà sản xuất lớn mới đủ tiêu chuẩn và đủ công nghệ để mà tẩy rửa theo quy trình này nha các bạn. Bởi vì cái quy trình mà có tẩy rửa 9 bể này rất là tốn kém và đầu tư rất là lớn. Thì nó sẽ giúp cho chiếc khách sạn của chúng ta sẽ bền bỉ và dùng theo thời gian và 5 tháng nó sẽ được lâu dài hơn. Thường thường thì cái công nghệ tẩy rửa này thì nó sạch sẽ và nó kháng muối rất là tốt. Tại vì những cái vùng biển của Việt Nam của chúng ta này là muối rất là mặn. Và thường thường là những cái khu resort và khu khách sạn ấy thì nằm nhiều nhất là ở khu ven biển. Đấy, cho nên là nếu mà các bạn mà mua mà được những cái sản phẩm mà có tẩy rửa theo công nghệ này thì sẽ là rất là tốt và nó sẽ bền bỉ và sẽ tiết kiệm một khoản chi phí rất là kha khá. Tại vì nếu mà mua mà nó nhân hỏng ấy, nó hoen rỉ sớm ấy, thì nó sẽ bị tốn kém chi phí tiền bạc của tập đoàn của chúng ta. Với công nghệ này thì nó sẽ không bám dấu vân tay nha các bạn, nhìn thấy nhé, không bám dấu vân tay này. Đấy, và cà nó sẽ không bị chảy xước. Đấy, các bạn thấy mình cũng cà thật là mạnh và cũng cố tình để cho nó xước xem nếu mà nó chả xước gì cả. Đấy, rất là ấy, các bạn nhìn thấy nhé, không có một tí gì luôn, đẹp cực kỳ luôn, long lanh. Ở ngoài là logo Home Sense và ở đây nó có một cái bảng hướng dẫn sử dụng này. Đấy, các bạn hãy nhìn thấy bảng hướng dẫn sử dụng luôn. Còn trên này là cái mặt điện tử và tất cả sản phẩm này được bảo hành là 12 tháng nha các bạn. Đấy, 12 tháng 9 tháng rất đẹp. Và chữ OK Best này đã được theo tiêu chuẩn xuất đi khỏi nhà máy sản xuất nhé. Đấy, xuất hàng ra khỏi kho. Và cái sản phẩm này rất là dễ sử dụng, các bạn nhìn thấy cái bo mặt này rất là trông nó rất là đẹp và nó quý phái cực kỳ luôn. Đấy, ở đây chúng ta sẽ xem và hướng dẫn sử dụng nhé. Nếu mà sử dụng thì mã mặc định đầu tiên của nhà máy sản xuất là luôn luôn là 1234 này. 1234 này. Đấy, mở cửa ra. Ở đây nó có một cái tay cầm ở đây của cho chúng ta luôn. Đấy, mở ra. Thì mình sẽ bấm phím cái lao tự động đóng lại nha các bạn thấy không? Không cần phải vặn tay gì cả, rất là như những cái sản phẩm khác các bạn phải vặn tay rất là nặng nề. Đấy, đường nét thì vô cùng sắc sảo, các bạn nhìn thấy đấy. Và cái hệ thống chốt này là hoàn toàn là đúc đặc nha các bạn, sáng bóng này các bạn nhìn thấy này. Đấy, chứ còn ngoài kia đôi khi là các bạn mua nó rẻ hơn vài giá nhưng mà tính là toàn chốt giống và ăn bớt công đoạn của các bạn đi, thành ra lại các bạn mua rẻ và thành ra lại đắt hơn. Đấy, mình sẽ soi cận cảnh ở bên trong nha các bạn. Cận cảnh bên trong thì hiện tại là chiếc khách sạn này thường thường là để trong tủ quần áo hay là để trong những cái căn hộ mini ấy, thì cái này mình đoán chắc tầm khoảng để tầm 3 tỷ tiền mặt ở nhà thôi, hoặc là trong khách sạn của các bạn 3 tỷ là thoải mái nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Ở đây mình còn có cả một cái thẻ Visa để tiêu dùng này.
tại cái thẻ này thường thường ở trong tài khoản này của mình lúc nào phải có tổng khoảng 500 triệu để mình chi tiêu, ví dụ như là gia đình hay là đi đâu đấy thì thường thường là mình hay để trong cái thẻ này để đi đâu quẹt cho nó thoải mái. Và nó có một cái đặc điểm là ở đằng sau của nó có ba con ốc nha các bạn, ba con ốc để bắt âm tường. Thì tất cả phụ kiện này là bên nhà máy sản xuất họ đều cung cấp cho chúng ta luôn và chúng ta không cần phải đi mua ở đâu nữa. Đấy, mình sẽ mở và review luôn cho các bạn cái con ốc đây nhá. Đấy, trong cái túi đỏ này của họ này là họ có cái này cho chúng ta này, ba con ốc này, và chìa này là chìa khẩn cấp này, trong trường hợp mà nó bị làm sao đấy thì chúng ta có thể khắc phục tại chỗ luôn. Cái chìa này rất là quan trọng. Và cái này là ốc để bắt âm tường này, ba lỗ nha các bạn, ba lỗ này mình quay cận cảnh đằng sau này. Ở đằng sau này thì có ba cái lỗ này. Đấy, và rất là phẳng phiu nha các bạn. Ba cái lỗ này này, một này. Và bây giờ tôi sẽ quay lại mặt trước nha các bạn. Đấy. Các bạn nhìn thấy xung quanh mặt các bạn cũng thấy rồi đấy. Bây giờ nhá, nếu mà các bạn trong trường hợp mà các bạn đi vào khách sạn mà các bạn muốn đổi mật khẩu của cái này đúng không? Thì các bạn chỉ cần bấm cái này thôi. Các bạn bấm này. 1 2 3 4 5 6 7 này. Đấy, cửa trong trạng thái mở như này nhá. Thì các bạn đổi mật khẩu theo ý muốn. Chẳng hạn như là 8 6 0 8 2. Đấy, tự động sẽ đóng cánh cửa lại luôn. Nếu mà trong đấy xong các bạn chỉ cần bấm này. Xong nó đóng cánh cửa lại luôn nhá. Thì các bạn bấm này. Ok, tự động mở cánh cửa ra. Đấy, và chúng ta lấy tiền và tài sản ở bên trong. Đấy, rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một số tính năng nữa. Như các bạn, trong trường hợp đấy, mình sẽ đóng cánh cửa lại. Trong trường hợp nếu mà các bạn muốn ẩn mật khẩu đi, ví dụ như để cái két sắt này trong nhà hay là ở khu resort các bạn đi chơi như thế, thì các bạn đôi khi người quen anh em đi đông đúc quá đến nhà chơi hay là đi ở khu resort thì các bạn cũng thăng này. Các bạn không hiện số nha, các bạn lưu ý là không hiện số này. Lúc này mình đã bấm này. Bây giờ nó sẽ mở ra cho mình luôn. Rất là dễ dàng các bạn thấy đấy. Nên nó không khó. Cái quan trọng là cái khó của cái này là nó đảm bảo và bảo mật của nó rất là cao. Đấy, các bạn bấm thăng này. Tự động sẽ đóng. Và cái này nó có một cái ưu điểm nữa là nó có một cái rất là bí mật mà chỉ có người quản lý mới biết được thôi. Và mình cũng xin giới thiệu qua một cái bộ recode của nó này. Đấy, tức là trong trường hợp mà đôi khi là khách hàng của chúng ta đúng không, mà đi ra đột ngột mà chẳng hạn như báo về khách sạn là tôi bị mất đồ, thì các bạn chỉ cần cắm cái này vào cho mình thôi. Đấy, cắm cái này nhá. Cắm cái này vào, các bạn cắm cái đấy vào mà người ta yêu cầu là phải trích xuất được thời gian và bị mất trộm và vào giờ nào. Đấy, làm sao để chúng ta giải quyết được nhanh vấn đề này luôn và ngay, thì mình có thể là mình sẽ cầm ngay cái bộ recode vào này, bấm enter này. Đấy, cái này nó sẽ liên quan đến bộ phận kỹ thuật, nó sẽ hiện lên chữ gold này đúng không, thì lúc đấy mình sẽ đổ hết dữ liệu từ vào đây, xong mình đổ dữ liệu vào máy tính. Thì cái đấy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bên bộ phận kỹ thuật sau để cho các bạn xử lý và nó sẽ cho nó nhanh nhất, nó đảm bảo quyền lợi và tài sản của khách hàng nếu mà trong trường hợp bị mất trộm nha các bạn, là các bạn thì điều tra được ngay và trích xuất lại camera của khách sạn, ai là người vào giờ nào và đi ra giờ nào, biết được mất tiền trong thời gian nào luôn. Đấy, nó rất là hiện đại, cho nên là thường thường là những khách sạn từ 3 sao đến 5 sao là hay chọn những dòng sản phẩm suốt này này, rất là tốt, đảm bảo hơn cho khách hàng. Cái này rất là quan trọng này. Tại sao là người ta cái này là như vậy? Còn những cái kết mà thông thường ấy thì sẽ không có được cái tính năng này các bạn, và sẽ không có cái bộ recode này được 125 lần. Đấy, thoải mái. Đấy, các bạn lưu ý là được 125 lần nhỉ. Đấy, mình xin nói sơ qua là cái dòng sản phẩm này đang rất bán chạy và được người tiêu dùng đánh giá rất là tốt. Két sắt cao cấp.vn mang những sản phẩm cao cấp chất lượng cao đến cho người tiêu dùng. Nhà máy sản xuất két sắt khách sạn cao cấp đặt tại khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, là một nhà máy chuyên sản xuất két sắt xuất khẩu tốt nhất tại thị trường Việt Nam
và đã xuất đi 52 quốc gia trên toàn thế giới. Cho nên các bạn sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi, các bạn hoàn toàn yên tâm và hoàn toàn tự tin về sản phẩm này. Nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm một khoản khá khá và rất là bền bỉ các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và share cho mọi người cùng biết kết sắt cao cấp.vn. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng sản phẩm của chúng tôi. Xin chúc quý gia chủ luôn làm ăn phát đạt.